Quý anh chị ơi, hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái căn nhà nằm ngay vị trí của mặt tiền đường mà nó sát bên trường cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn nha quý anh chị. Và từ vị trí nhà hôm nay mà quý anh chị đi ra ngoài đại lộ Nguyễn Nhân Linh đó, chỉ tầm khoảng 200 mét thôi. Thì với căn nhà này quý anh chị có thể là kinh doanh đa ngành nghề được nha quý anh chị. Quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn để đi vào gặp cô Út là chính chủ căn nhà luôn nha quý anh chị, để mình phỏng vấn vài câu ha. Dạ, em chào cô Út. Thì cô Út vì sao bán căn nhà này cô Thế cần tiền làm kinh doanh nên hả, gạt tiền nên muốn bán căn nhà này gấp. Út? Dạ, cái vị trí nhà mà cô Út đang sở hữu á, thì mình đang làm vị đang đang làm gì với cái căn nhà này á? Nhà này tiện kinh doanh, người ta lúc trước cũng bán nước, cứ bán cà phê nè, bán sinh tố rồi đầy đủ hết trơn. Này Dạ, chỗ này dễ, dễ kinh doanh, là buôn bán là làm được. mình đang cho thuê bao nhiêu? Anh cho thuê 8 triệu. Dạ, 8 triệu. Cái vị trí này người ta ở có bị hay than phiền là bị ngập nước gì không? Không có, ở đây là À. hả? An ninh mà trật tự nè, không có ngập Dạ. nước, không có gì hết. Dạ. Một cái căn nhà mà Lộc thấy là với cái vị trí mặt tiền đường mà giá chỉ tầm hơn 2 tỷ chút xíu thôi quý anh chị. Với cái giá rất là hợp lý và mặt tiền đường á, thì những quý anh chị nào đang cần kiếm nhà với cái tiêu chí là vừa ở vừa kinh doanh đó, thì căn nhà này rất là hợp lý để cho quý anh chị tham quan ha. Thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi vào bên trong nhà, chúng ta tham quan cận cảnh từng góc ngách căn nhà này nha quý anh chị. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng trên một con đường rộng tầm khoảng 20 mét nha quý anh chị. Con đường này là ngã năm luôn và nó chỉ cách trường Đại học Công nghệ Sài Gòn á quý anh chị chỉ tầm khoảng 200 mét thôi, và đối diện nhà của chúng ta là trường Cao đẳng Nam Sài Gòn nha quý anh chị. Và gần khu vực xung quanh nhà của chúng ta hôm nay á là gần tất cả những cái tiện ích như là siêu thị, trường học nè, rồi tòa nhà cao tầng Topaz ha. Một cái vị trí rất là đắc địa để cho quý anh chị vừa ở vừa kinh doanh thì rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Đó, bên tay trái là trường cao đẳng, trường đại học. Rồi quý anh chị nào mà muốn di chuyển bằng xe tải đến vị trí nhà của chúng ta cũng được luôn nha. Căn nhà của chúng ta phía trước quý anh chị đậu xe tải thoải mái luôn nha quý anh chị. Một cái con đường đi ra đại lộ Nguyễn Nhân Linh chỉ tầm khoảng 200 mét thôi, và một cái vị trí rất là đắc địa để cho quý anh chị kinh doanh đa ngành nghề luôn, vừa ở vừa kinh doanh thì rất là tuyệt vời ha quý anh chị. Một cái căn nhà nằm ở cái vị trí rất là đắc địa luôn nha quý anh chị. Ở đây thì chúng ta có thể là kinh doanh tiệm nail nè, kinh doanh quán cơm, hoặc là kinh doanh những cái vật phẩm quà lưu niệm, hoặc là những quý anh chị nào mà làm kho chứa hàng á, thì với vị trí này quý anh chị cũng có thể làm được luôn nha. Thì cái nhà của chúng ta có cái diện tích là ngang 4 dài 10 mét, được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh nha quý anh chị. Cái nhà của chúng ta có một cái khoảng sân Lộc Nguyễn rất là thích luôn. Và ở đây chúng ta có địa chỉ nhà luôn nha quý anh chị. Địa chỉ nhà của chúng ta là nằm ở C7 sạc 19 sạc 25 L4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Một cái vị trí phải nói rất là đắc địa luôn quý anh chị ơi, một cái vị trí rất là đẹp ha, nằm ngay mặt tiền đường rất là rộng. Ở đây á, thì ở phía bên ngoài được làm bằng cửa 4 lớp 4 cánh ha quý anh chị, cánh được sơn tĩnh điện với cái tông màu trắng và làm sẵn cho quý anh chị cái mái che ra luôn rồi đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khu vực phòng khách ha. Với một căn nhà nằm ở cái vị trí rất là đắc địa của trung tâm Sài Gòn, thì một căn phòng khách rất là rộng tầm khoảng 15 mét vuông ha quý anh chị. Ở phía trên thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và căn phòng khách này Lộc thấy là hiện tại thì căn nhà của chúng ta được cô chú đang thuê lại với giá là 8 triệu một tháng nha quý anh chị. Ở đây thì được set up bên tay phải nè, một cái bộ ghế bàn ăn ha quý anh chị, gồm hai ghế ha. Rồi làm ông địa, rồi ở đây thì cô chủ thì để những cái vật dụng linh tinh ở cái khoảng không gian này nên nhìn thấy nó hơi bề bộn chút xíu nha quý anh chị. Và thì chúng ta hãy thiết kế theo cái phong cách của mình ha. Ở đây thì cô chủ đang nấu ăn nè, với một cái khu vực bếp hình chữ L, với tủ bếp dưới thì đã được ốp lát những cái đá hoa cương rồi nên rất là sạch sẽ. Tiếp theo thì Lộc Mời Nguyễn mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh. Khu vực phòng vệ sinh á, thì tường ốp gạch đã được ốp lên tầm khoảng 1m6 cho quý anh chị nè. Những cái thiết bị rất là cao cấp, lavabo, bồn cầu và kính đã được lắp sẵn hết cho quý anh chị rồi. Và chúng ta chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi quý anh chị ơi.
Đó, quý anh chị thấy thế nào ạ? Nếu mà thấy thích thì hãy nhấn cho Lộc một nút like và một nút đăng ký kênh cho Nhà Đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn sẽ đi quay mỗi ngày gửi đến cho quý anh chị ha. Với cái vị trí này Lộc Nguyễn thấy rất là thích hợp cho những quý anh chị nào đang kinh doanh online, thì chúng ta ở căn nhà này thì rất là hợp lý ha, rất là dễ lấy hàng cũng như là vận chuyển hàng nha quý anh chị. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên khu vực trên lầu để chúng ta tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha quý anh chị. Các bậc cầu thang khi mà Lộc Nguyễn di chuyển lên đó quý anh chị được ốp lát những cái đá hoa cương nè, tay vịn được làm bằng sắt hộp với cái tông màu đen, nhìn cũng khá là mới mẻ không quý anh chị. Lên trên lầu thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, với một cái căn nhà nằm ngay cái vị trí rất là đắc địa cũng như là ngay trung tâm của Bình Chánh mà nó sát bên quận 8 luôn nha quý anh chị. Với cái vị trí này thì quý anh chị đi di chuyển qua quận Nhất á, chỉ tầm khoảng 7 km thôi, rất là gần luôn quý anh chị ơi. Và đây là cái căn phòng ngủ nó hướng ra phía ban công nè quý anh chị. Đó, tiếp theo thì Lộc Nguyễn sẽ quay từ cái khúc mà đi lên cầu thang cho đến cái căn phòng ngủ ha quý anh chị. Và đây là cái khu vực quý anh chị đi nhìn từ khu vực cầu thang nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái căn phòng vệ sinh. Căn phòng vệ sinh thì phía trên có một cái ô để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy gió ha quý anh chị. Tường thì đã được ốp gạch lên tầm khoảng 1m6 nè, tương tự giống như căn phòng vệ sinh ở dưới ha. Lavabo, bồn cầu, vòi sen, kính đã được lắp sẵn hết cho quý anh chị rồi. Ở đây thì ở có hai ông bà quý anh chị, nên ông bà tận dụng cái khu vực này để làm khu vực chứa đồ ha, cũng là một khu vực phòng ngủ ha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị về sở hữu cái nhà này thì chúng ta tận dụng cái phòng này để làm khu vực phòng ngủ ha. Và đây là cái căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ này nó rộng hơn căn phòng ngủ đầu tiên, rộng tầm khoảng 15m2 nha quý anh chị. Có hai cái cửa, thứ nhất là cửa chính, thứ hai là cửa sổ nè. Quý anh chị mở cửa nào nó cũng sẽ thông thoáng ha. Vì là căn nhà mặt tiền á thì nó sẽ hơi bụi một chút nha quý anh chị. Thì với cái nhà mặt tiền thì Lộc thấy á, vừa để kinh doanh vừa ở á thì mới hợp lý quý anh chị, chứ ở không á thì nó hơi phí ha. Và đây là cái phía ban công nè quý anh chị. Ở phía ngoài thì đã làm cho quý anh chị cái mái che ra nè, để cho nước nó không tạt vào bên trong nhà ha. Cái ban công này cũng khá là rộng để cho chúng ta tận dụng để phơi đồ nè, hoặc là quý anh chị có thể là trồng cây để làm cho khu vực trước nhà của chúng ta thêm phần tươi mát hơn, giống như căn nhà kế bên ha quý anh chị. Một cái căn nhà rất là đẹp cũng như là rất là phù hợp cho những gia đình có từ 4 thành viên, chúng ta ở cái nhà này cũng rất là hợp lý luôn, và đặc biệt là rất là phù hợp cho những quý anh chị đang cần nhà để kinh doanh ha. Thì căn này rất là đủ tiêu chí để cho quý anh chị sử dụng để làm một cái nơi kinh doanh đa ngành nghề luôn nha quý anh chị. Tiếp theo thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn đi xuống phỏng vấn cô của Lộc để xem là cô bán với cái giá là bao nhiêu ha. Vừa rồi thì quý anh chị và cô bác cũng đã xem qua hết từng góc ngách căn nhà của chúng ta rồi, thì quý anh chị thấy căn nhà này như thế nào ạ? Hãy nhấn cho Lộc một nút like và một nút đăng ký kênh cho Nhà Đất Lộc Nguyễn nha. Quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc để xem chủ nhân căn nhà báo giá bao nhiêu nha quý anh chị. Cái mức giá mà Út muốn bán á là muốn bán, cái giá mong muốn là bao nhiêu? 2.7 tỷ. Giá là 2.7 tỷ nha. Cái giá 2.7 tỷ vẫn còn thương lượng đúng không? Dạ. Rồi. À, cái giá mà Út bán á quý anh chị là cái giá là 2.7 tỷ, và cái giá này thương lượng nhau quý anh chị. Và các phí thuế thì bên cô Út sẽ lo hết cho quý anh chị ha. Và pháp lý của căn nhà là mình công chứng vi bằng nha quý anh chị, thừa phát lại. Nên những quý anh chị nào đang quan tâm căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua cái số hotline phía trên màn hình 077-201-0726 để chúng ta tham quan căn nhà này thực tế. Và Lộc sẽ đặt cuộc hẹn và dẫn cho quý anh chị đi tham quan căn nhà này ha. Xin mến chúc cho quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và sớm tìm được cho mình những cái căn nhà ngay cái vị trí thật là đắc địa nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.